Xin chào tất cả mọi người đang theo dõi livestream ngày hôm nay. Rất vui được gặp lại mọi người. Hiện tại thì mình đang có mặt tại khu kỹ thuật laser của DK Eyebrow tại địa chỉ 61 Nguyễn Công Trứ. Ngày hôm nay DK tiếp đón một ca laser rất là đặc biệt. Chúng ta hãy cùng phỏng vấn chị một lát nhé. Dạ em chào chị. Chị có thể giới thiệu cho tất cả mọi người đang theo dõi livestream được biết là chị tên là gì và chị đến từ đâu không ạ? Chị tên là Liên và đến từ Xuân La, Tây Hồ. Ngày hôm nay thì chị Liên đến để trải nghiệm dịch vụ gì bên em ạ? Chị xóa sửa lông mày. Vâng, em xin mời ống kính quay sát vào một chút nhé. Vâng, chị Liên ơi, lông mày này của mình đã làm được bao nhiêu lâu rồi ạ? Chị mới làm trong Tết thôi, gần Tết. Khoảng đến bây giờ là 6 tháng. Vâng, em xin mời ống kính quay sát gần một chút nhé. Chỉ 16 tháng thôi, tuy nhiên là cái tình trạng lông mày của chị đang bị trổ, chuyển hẳn sang màu đỏ. Cái tình trạng lông mày của chị thì hầu như là không có một sợi lông mày nào. Chị hút 4 lần rồi. Chị hút 4 lần rồi ạ? Lần thứ 4 được 20 ngày rồi. Thì chị cho em hỏi là chị... cơ sở khác. Chị hút ở đâu ạ? Ở cơ sở khác rồi. Vâng, lý do vì sao chị lại không hút ở đấy nữa? Tại vì chị hút không thấy hiệu quả nữa. Thì không biết là sau trong cái quá trình mà chị hút ở cơ sở khác thì chị gặp phải những cái vấn đề như thế nào ạ? Chị hút cũng đau rát rát. Đau rát ạ? Ngoài ra thì cái vùng lông mày của mình có bị ảnh hưởng gì không chị? Có bị bong chóc hay chảy máu chị không ạ? Không. Chỉ đau. Vâng. Vậy lý do vì sao chị lại quyết định là đến DK để trải nghiệm dịch vụ này ạ? Thì chị được một người bạn giới thiệu. Đến đây thì chị đến rồi. Vâng. Trước khi mà chuyên gia hút cái mực cũ này đi thì chuyên gia sẽ thử đỏ cho mình trước tiên nhé chị nhé. Vâng, và em xin mời chuyên gia sẽ thử đỏ cho chị ạ. Vâng, vì là tia khử đỏ này sẽ ảnh hưởng trực tiếp nên là em xin giới thiệu qua một chút về cái lịch dịch vụ hút laser tại DK. Và nếu như mà mọi người thường xuyên theo dõi fanpage của DK thì đều biết được là DK vừa mới sở hữu một cái công nghệ laser hiện đại, được coi là hiện đại nhất hiện nay. Và DK tự tin là cái cơ sở đầu tiên sở hữu cái công nghệ tuyệt vời này. Đây là cái công nghệ mà được coi là bùng nổ trong năm 2019 với cái tốc độ laser nhanh gấp nhiều lần so với những công nghệ cũ. Ngoài ra và đặc biệt hơn nữa thì đây là cái công nghệ mà an toàn tuyệt đối, có thể trị nám này, tàn nhang này và xóa hút tất cả những cái loại mực, thậm chí là tattoo, mực xăm khó nhất, có thể sạch đến 95-99%. Vâng, và với những cái chị em mà có những cái gốc mực mà bị trổ xanh hoặc là trổ đỏ thì công nghệ laser này tại DK thì đều có thể xử lý được nhé. Và nguyên nhân mực xăm bị trổ sang màu đỏ hoặc màu xanh là do cái gốc mực đã bị pha tạp chất và kim loại. Và như cái ca vừa rồi như mọi người thấy đấy, thì cái lông mày của chị là bị chuyển hoàn toàn sang màu đỏ mọi người ạ. Nên là mọi người trước khi mà mình thực hiện những cái dịch vụ xăm hoặc là phun hay là điêu khắc lông mày thì mọi người hãy đừng quên là phải tìm hiểu thật kỹ về dịch vụ cũng như là cái chất liệu mực mà các những cơ sở đó dùng nhé mọi người nhé. Và nếu như những vị khách hàng mà thường xuyên hoặc là đã từng sử dụng dịch vụ tại DK thì đều biết là DK sử dụng loại mực organic nhập khẩu từ Đức, và qua cái quá trình mà thời gian trôi qua đi ấy thì mực sẽ chỉ bị nhạt đi thôi chứ không hề bị trổ sang màu xanh hoặc màu đỏ nhé mọi người nhé. Nên mọi người hãy hoàn toàn yên tâm để trải nghiệm những cái dịch vụ tuyệt vời tại DK. Và mình cũng xin chia sẻ một chút về cái chương trình sắp tới, là nếu như mà các chị em mà đang quan tâm đến dịch vụ laser tại DK thì sắp tới DK sẽ có một cái chương trình nho nhỏ dành cho các chị em để các chị em có thể trải nghiệm những cái dịch vụ laser tuyệt vời tại DK nhé. Vâng, và bây giờ thì chuyên gia của chúng ta đã vừa khử đỏ cho chị Hường xong rồi. Thì bây giờ em xin mời ống kính tiến sâu vào bên trong nhé, để chúng ta có thể quan sát cái quá trình hút mực tiếp theo và cái tình trạng lông mày sau khi cuộc khử đỏ của chị nhé. Đây, và như mọi người quan sát nhé, màu đỏ ở mực lông mày cũ của chị đã bị mờ đi rất nhiều rồi, thì khoảng tầm 60-70% rồi. Và chị ơi, trong quá trình làm chị có cảm thấy đau rát hay khó chịu, hay là giống có nó có giống với cái cảm giác mà chị đã từng laser ở cơ sở kia không ạ?
cũng đỡ hơn em ạ. Đỡ hơn đúng không ạ? Vì là trước khi được bây giờ thì chị đã ngủ tê trong vòng 30 phút rồi. Và cái loại tê mà đi tây sử dụng hiện nay ấy, là loại tê tốt nhất hiện nay rồi. Nên là những chị em nào mà sợ đau hoặc là rát đau ấy thì các chị em hoàn toàn yên tâm nhé. Và bây giờ thì em xin mời chuyên gia tiếp tục quá trình laser cho chị Hường ạ. Vâng, và như mọi người quan sát nhé, cái laser đi đến đâu thì mực mờ đi đến đó. Và điều đặc biệt là cái vùng lông mày của chị Hường không hề bị ảnh hưởng một chút nào, không hề bong chóc hay là chảy máu. À, quá trình cũng diễn ra rất là nhanh mọi người ạ. Và sau cái liệu trình này thì như thông thường với những cái công nghệ cũ ấy, thì phải cách khoảng tầm từ 15 đến 20 ngày chúng ta mới có thể làm liệu trình mới. Tuy nhiên thì tại DK với cái công nghệ laser hiện đại và an toàn này ấy, thì chúng ta sẽ được rút ngắn liệu trình lại thì từ 7 đến 10 ngày là chúng ta có thể làm liệu trình tiếp theo rồi. Và DK cam kết là sẽ xóa laser cho đến khi nào hết sạch mực thì thôi nhé mọi người nhé. Chị ơi, chị có thấy nhanh không ạ? Vâng, thì DK sẽ hẹn chị là sau cái liệu trình của mình từ 7 đến 10 ngày thì mình sẽ quay lại hút tiếp với chị nhé. Và em cũng mong là chị sau khi sử dụng dịch vụ tại DK ấy, chị sẽ giới thiệu cho người thân và bạn bè. Chị có sẵn lòng không ạ? Có. Vâng, cảm ơn chị rất nhiều. Mọi người ơi, và nếu như mọi người cũng muốn được trải nghiệm những dịch vụ tuyệt vời này tại DK thì mọi người đừng quên đặt lịch trước qua fanpage hoặc là gọi điện đến số hotline nhé mọi người nhé. Và hẹn gặp lại mọi người trong những livestream tiếp theo. Xin chào mọi người.